Xin chào các bạn khán giả của S Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày và hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 29 tháng 4 ngay bây giờ nhé. Sau chưa đầy 24 giờ ra mắt thì MV mới nhất của Sơn Tùng MTP đã vấp phải rất nhiều những tranh cãi và đặc biệt là mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như là Google và trong đó bao gồm cả YouTube phải nhanh chóng gỡ bỏ MV này vì trong đó nội dung chứa những tinh thần tiêu cực và bạo lực sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ. Giống như mọi sản phẩm âm nhạc khác của Sơn Tùng MTP trước đó thì MV mới lần này tiếp tục thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Nội dung MV thì kể về cuộc đời bi kịch của một chàng trai đã bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, bị bạo lực học đường và trở thành một kẻ quậy phá và quấy rối. Kết thúc MV thì chàng trai này đã nhảy từ trên cao xuống để tự kết thúc cuộc đời mình, giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống cô độc không gia đình và ngột ngạt. Tuy nhiên thì phản ứng từ phía cộng đồng mạng, nhất là các vị phụ huynh với MV mới lần này của nam ca sĩ lại khá là gay gắt, thậm chí nhiều người còn chỉ trích và phản đối cũng như là đòi tẩy chay vì nhiều lý do khác nhau. Được biết thì phần đông fan của Sơn Tùng MTP thì còn nhỏ tuổi, vì vậy mà nhiều người lo ngại rằng các em sẽ học theo những hành động tiêu cực trong MV. Trong khi đó thì thời gian vừa qua, cộng đồng cũng đã liên tiếp chứng kiến những vụ việc các em học sinh nhảy từ trên tầng cao xuống. Nhiều người đã cho rằng hình ảnh tự sát này từ một người có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng thì có thể khiến những người đang có tâm lý yếu đuối học theo và để lại những hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Trước nội dung lần này thì cộng đồng mạng đang đồng loạt rủ nhau report MV mới lần này của Sơn Tùng. Cho đến chiều ngày hôm nay 29 tháng 2, ông Lê Quang Tự Do là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho hay đã nhận được công văn từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn và đã có hướng xử lý với MV mới của Sơn Tùng được mang tên There's No One At All. MV này chứa những hình ảnh tiêu cực và gây tranh cãi. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ gửi văn bản và yêu cầu YouTube phải chặn MV này. Trong văn bản thì Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình của MV mới này mang những thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục, với nhiều hình ảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc thì chính là hình ảnh mà nhân vật chính đã tự sát. Nó sẽ tác động mạnh mẽ tới tâm lý của người xem và dễ gây ảnh hưởng cũng như là định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là với trẻ em. Chính vì vậy mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đánh giá nội dung MV này có dấu hiệu vi phạm quy định cấm, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương thức biểu diễn và hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức và sức khỏe của cộng đồng cũng như tâm lý xã hội. Ngay sau đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới ví dụ như là Google, bao gồm cả YouTube phải gỡ bỏ tức khắc MV này. Tuy nhiên thì vẫn có một số tài khoản cá nhân lên tiếng ủng hộ cho MV mới của Sơn Tùng MTP. Nhiều người thậm chí còn cho rằng hình ảnh tự sát của Sơn Tùng thực chất không hề độc hại. Thậm chí một tài khoản còn so sánh với tác phẩm văn học nổi tiếng, đó chính là Lão Hạc, cũng đã tự sát bằng cách thức tàn nhẫn và đau đớn nhất có thể để có thể tự trừng phạt bản thân mình. Hay là Thúy Kiều cũng đã đòi sống đòi chết suốt mấy thiên và kết thúc mù mờ với khả năng đi chết của chị Dậu trong văn bản ngữ văn lớp 8. Có người thì đã chia sẻ rằng nếu cần thì hãy xem tác phẩm nghệ thuật này giống như là một sản phẩm theo trường phái là hiện thực phê phán. Và mới đây nhất thì phía nam ca sĩ Sơn Tùng MTP đã chính thức đưa ra thông báo là sẽ tạm ngưng phát hành MV mới nhất của mình. Nguyên văn chia sẻ trên Facebook cá nhân của anh chàng như sau. Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này thì Tùng muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp. Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn để yêu thương và che chở và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn. Bên cạnh đấy thì Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia. Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người cũng giống như bạn. Tuy nhiên, sau khi phát hành thì Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây thì Tùng thật lòng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái khi xem MV này. Đây thật sự không phải là những gì mà Tùng hay là công ty MTP của mình mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ và Tùng luôn mong muốn là có thể mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như là cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy mà Tùng và công ty với tinh thần cầu thị lắng nghe sẽ chủ động ngưng phát hành MV There's No One At All này. Một kỳ tích đã xảy ra trong ngày hôm nay 29 tháng 4 khi một cháu bé chưa đầy 7 tháng tuổi đã sống sót một cách thần kỳ sau hơn 1 giờ bị rơi xuống biển. Vào sáng ngày 29 tháng 4, thì trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai thuộc đồn biên phòng Ngọc Vừng đã rất xúc động khi kể lại câu chuyện. Đơn vị này đã cứu sống được một bé gái mới chỉ hơn 7 tháng tuổi, bị rơi xuống biển vào lúc rạng sáng ngày 28 tháng 4. Theo như lời kể của Đại úy Vũ Văn Hoàn, thì vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 4, đơn vị này đã nhận được tin báo của ngư dân Hà Văn Sinh và cũng chính là ông nội của cháu bé mới hơn 7 tháng tuổi đã bị rơi xuống vùng biển cách đảo Hạ Mai, tỉnh Quảng Ninh khoảng 800 mét.
Ngay lập tức thì đơn vị này đã cử xuồng cùng với 3 cán bộ lập tức lên đường và mặc cho sóng to gió lớn, nhưng mà với tinh thần là cứu dân như cứu người thân của mình, thì đến khoảng 7 giờ tổ công tác đã phát hiện ra bé gái đang lập lờ trên mặt nước biển có dấu hiệu sắp bị sóng đánh chìm. Và đúng lúc ấy thì ông Hà Văn Sinh cũng đã kịp thời phát hiện ra cháu gái của mình. Ngay lập tức thì các cán bộ biên phòng và ông Sinh đã vội vàng lao xuống biển để vớt được cháu bé và đưa lên xuồng. Lúc này thì cháu bé đã có biểu hiện tím tái do sặc nước, trong tình trạng là giữa lằn sinh tử. Được biết thì bé gái bị nạn vào sáng ngày hôm qua tên là Hà Linh Đan, sinh ngày 10 tháng 9 năm 2021, là con của anh Hà Văn Nam và chị Nguyễn Thị Liễu. Thông thường khi đi biển thì anh Nam và chị Liễu gửi con ở nhà. Nhưng mà vì con út của ông Sinh là Hà Thị Hòa được nghỉ học nên là muốn theo bố mẹ và anh chị đi biển chơi. Thế là ông Sinh đã chiều con gái và cho đi theo và bế luôn cả bé Linh Đan đi cùng. Sự việc xảy ra khi mà cả nhà đang tập trung kéo cốc ruốc. Hà Thị Hòa được giao nhiệm vụ là trông bé Linh Đan, thế nhưng mà Hòa lại đi ra để xem gia đình mình kéo cốc ruốc nên đã bỏ quên cháu gái nằm lẫy ở mạn màng xốp. Lúc cả nhà không thấy tiếng của cháu bé đâu thì mới hốt hoảng và tập trung đi tìm. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa một chiếc xe SH và một chiếc xe khách 45 chỗ tại phố Kim Mã. Được biết thì nữ nạn nhân hiện tại đang mang thai và chỉ còn đi làm có 2 ngày nữa thôi là sẽ nghỉ sinh. Vào ngày 28 tháng 4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nữ nạn nhân đi xe máy SH đã thiệt mạng sau khi va chạm với một chiếc xe 45 chỗ tại ngã tư Kim Mã, Hà Nội. Theo đó, thì nạn nhân là chị N, đang công tác tại phòng kỹ thuật vật tư của một công ty môi trường ở Hà Nội. Chị đã lập gia đình và có một bé trai khoảng 2-3 tuổi và hiện tại thì đang mang thai đứa con thứ hai. Một đồng nghiệp cho biết rằng toàn thể công nhân viên của công ty thì đều rất bàng hoàng và xót xa khi hay tin dữ này. Trước khi gặp nạn thì chị N đang trên đường đến công ty để làm việc 2 ngày cuối cùng trước khi nghỉ sinh. Trước đó thì vào khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 4, chị N đã điều khiển một chiếc xe SH hướng đi Kim Mã đi Nguyễn Thái Học và đã va chạm với một chiếc xe khách 45 chỗ do một tài xế tên T điều khiển. Cú va chạm đã khiến cho xe máy của chị N bị đổ, chị ngã ra đường và ở dưới gầm xe khách. Khi bánh xe cán qua người thì chị đã tử vong tại chỗ. Ngay lập tức thì đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an phường Kim Mã và công an quận Ba Đình có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Một cò đất ở Bến Tre mới đây đã giao bán rạp hát Đồng Khởi, chính là một tài sản của nhà nước với mức giá là 55 tỷ đồng trên Facebook cá nhân, và ngay lập tức thì người này đã bị phía cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre mời lên để làm việc. Vào ngày hôm qua 28 tháng 4, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bến Tre đã cho biết rằng đã mời một đối tượng có tên B, 19 tuổi, lên để làm rõ về hành vi giao bán tài sản nhà nước. Cụ thể thì B đã có hành vi đăng tải lên mạng xã hội Facebook thông tin giao bán rạp hát Đồng Khởi ở thành phố Bến Tre. Trước đó thì vào ngày 30 tháng 3, B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để giao bán rạp hát Đồng Khởi và kèm theo hình ảnh công viên Đồng Khởi tọa lạc trên địa bàn thành phố Bến Tre với giá là 55 tỷ đồng. Rạp hát này thì thuộc sở hữu của nhà nước và do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bến Tre quản lý. Qua làm việc thì B đã khai nhận thông tin mua bán do một người chị hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp và đang bán với mục đích là kiếm tiền hoa hồng. Bản thân không biết là địa điểm giao bán này lại chính là tài sản của nhà nước. Theo như Công an tỉnh Bến Tre, xét thấy B mới vi phạm lần đầu và hoàn cảnh gia đình còn khó khăn và cũng thành khẩn trong quá trình làm việc nên đã không xử phạt vi phạm hành chính mà áp dụng biện pháp là giáo dục và buộc phải cam kết là không được tái phạm lại nữa. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã chính thức trở thành một trong số những người Việt đầu tiên sở hữu căn penthouse cao cấp mang thương hiệu Marriott tại Grand Marina Sài Gòn. Vốn là một người kín tiếng trong đời tư thì Hà Anh Tuấn ít khi chia sẻ thông tin về gia thế hay là tài sản cá nhân của bản thân. Tuy nhiên thì gần đây thông tin nam ca sĩ có mua một căn hộ nằm trong dự án tại cảng Ba Son cũ với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Rất nhanh chóng thì nam ca sĩ đã xác nhận thông tin trên. Hà Anh Tuấn cũng tỏ vẻ khá là ngạc nhiên khi mà câu chuyện của mình mua căn hộ đầu tay lại được quan tâm nhiều đến như vậy. Nam ca sĩ có chia sẻ rằng quyết định mua căn hộ lần này thì đến từ những suy nghĩ rất đơn thuần. Nếu có cách làm cho bản thân hạnh phúc hơn, sống thoải mái hơn thì tại sao mình lại không làm. Với tôi thì đây không chỉ là một tài sản mà nó còn ghi dấu một cột mốc, một món quà tự thưởng thay cho lời công nhận đối với những nỗ lực của bản thân mình trong nhiều năm vừa qua. Theo như một nguồn tin đã đưa ra thì căn hộ tại Grand Marina Sài Gòn đã đạt mức kỷ lục là 15.000 USD 1 m² vào năm 2021 và từng được giới thiệu tại thị trường Hồng Kông.
Trước những thắc mắc về số tiền mà Hà Anh Tuấn đã chi cho tổ ấm tương lai của mình thì anh cho biết rằng tiền bạc chưa bao giờ là thước đo để đánh giá một ngôi nhà cả. Trước đó thì Hà Anh Tuấn và Masteri Homes, đơn vị phát triển dự án Grand Marina Sài Gòn, đã nhiều lần hợp tác trong các chương trình ấn tượng. Trong một vai trò là đại sứ truyền cảm hứng cho một chương trình nghệ thuật thì Hà Anh Tuấn cũng đã có những lần ưu ái nhắc tới Masteri Homes như là một người bạn, một tri kỷ chứ không đơn thuần chỉ là một đối tác đồng hành. Các bạn thân mến, đó chính là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 29 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thật vui vẻ và ý nghĩa bên cạnh gia đình của mình nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai.